Rồi, xin chào anh em nhé. Nay mình quay mấy con máy thứ hai hai quay. Này. Máy một là con đục xích này. Đục xích hai chiều nhá. Qua lại êm ái nhẹ nhàng nhá. Vận hành ok nhá. Con này van được 18-20 nhá. Nếu mà các bạn muốn van 25 thì phải tháo nó xoài ra này. Thì van được 25. Đó, tháo lò xo ra thì van được 25. Con đục xích này. Công suất của nó là 1150W nhá. Còn con đục nỗ vuông này. Đó. Đục nỗ vuông này. Con này đời cao nhá. Đó. Con này đời cao. Con này đời cao thì của nó là Hitachi ấy. Hitachi đời cao nó có cả loại tem này. Đó. Đục vuông này là 30 ni. Qua lại êm ái nhá. Tất cả hoạt động bình thường nhá. Mình không một tay không test được máy đâu. Nó tất cả cứ viết đầy đủ nha. Ai mua đục vuông này mình tặng thêm một bộ sơ mi kèm theo nha. Nắp được từ mũi 10 đến 15 nha. Đi theo máy của nó là mũi 30 nha. Đó, dây của nó này, đó. Dây của nó zin theo máy nha. Chưa cắt mà không phải lối nha. Đó. Tiếp là cái con đục xích này cũng hai chiều rồi. Đó. Hai chiều này. Vận hành êm ái nhá, chạy rất ok nhá. Con này còn khá là mới nhá. Dây của nó cũng là dây zin không cắt nối gì nhá. Đó. Đa số máy là bị cắt dây. Nhưng mà con này là không bị cắt dây nhá. Ba con này là không bị cắt dây nhá. Đó. Tất cả vận hành êm ái nha. Con này cũng vậy nha, kẹp được 18 thôi nha. Kẹp được 18 đến 20 thôi. Đó. Con này còn khá là mới đó. Thì mình báo giá luôn nha. Con này là hai chiều, cũng giống con kia, nó chỉ thiết kế nó khác thôi, cũng là hai chiều thôi. Con này là mình bán là 2,1 triệu nha. Con đục vuông này là mình bán là 2,6 triệu à, đời cao đấy, 2,6 triệu á. Còn con đục xích màu vàng này thì mình bán giá là 2 triệu nha. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình nha. Mình chuyên bán về đục vuông với đục xích là chính. Đó, con này thì khá là mới này. Con này thì 1160W này. Con này thì là của nó là cũng 1150W đấy, 12A mà. 1150W đấy. Các bạn đục được 30 ni mà không sợ nó yếu đâu nhá. Tất cả dùng điện 100 hết nhá. Anh em đừng đừng có nghĩ là nó có điện 200. Điện 200 thì chỉ có máy xuất khẩu thôi, Nhật xuất khẩu thôi. Đó. Hàng Made in China, Nhật xuất khẩu. Còn đâu nội địa Nhật thì chỉ có điện 100 và điện 110. Nhưng mà đa số là điện 100 thôi, không có điện 110 mấy đâu. Anh em đừng có cắm vào điện 110 làm gì cho nó khỏe. Nó chả khỏe hơn là bao nhiêu mà nó không tốt, dùng không tốt đâu. Đó nha. Tất cả đầy đủ hết nha. Mấy con đằng sau kia là mình bán rồi nha. Thì còn 3 con này thôi. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình. Đó. À, lưỡi vẫn còn rất bén nha. Mình có bán kèm theo cả lưỡi nha. Anh em nào có nhu cầu mua thêm cũng được nha. Mình chỉ bán cho những người nào mua máy của mình thôi nha. Đó. Công tắc còn rất ok này. Rất chi là ấy, công tắc của Nhật thì khỏi bàn. Đồ đã là đồ của Nhật thì khỏi nói gì. Chổi than không có đánh lửa tí nào luôn nhá.
cực kỳ tuyệt vời luôn. Con này thì khá là mới này, dây này. Dây này là không phải lối cắt cái gì đâu nhá, dây toàn liền hết nhá. Đa số con này là dây nối này, đó, con này là dây nối này, đó. Dây nối thì vẫn là dây zin nhá, đó, mình bán là 2 triệu một con này này, con đục vuông này 2,6 triệu à, con đục này là 2,1 triệu này, dòng đục vuông này mua của máy tàu đó là 3 triệu hơn rồi. Đó, mua con nào cùi nhất cũng phải 3 triệu hơn rồi. Anh em sắm con này về cộng thêm một cái đổi điện xuống 100, 110 nữa, cộng thêm 650 nữa là cũng là 3 triệu như làm, rất sướng nha. Cái này có thể kẹp được 4 cái cửa thì mình đục luôn một lúc rất nhanh nhé. Tôi không phải kẹp một lần mà nó qua lại cực kỳ dễ, qua lại rất nhẹ nhàng. Đó, qua lại nhẹ nhàng nên nhanh lắm, đục nhanh lắm. Qua lại nhẹ nhàng nhé. Anh em nào mua thì thích thử máy, test máy thì mình sẽ test cho cẩn thận luôn. Ok lấy nhá. Đó. Rồi, xin chào anh em nhé.